Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy trụ trì chùa Long Hương. Kính bạch quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể chúng hội hiện diện hôm nay. Con Tỳ Kheo Ni pháp danh Trung Thảo, năm nay con 40 tuổi. Con xin hôm nay là cái ngày giỗ của tiên sinh Osawa, thì con xin kể sơ lược về trong cái quá trình con ăn dưỡng sinh theo phương pháp thực dưỡng của thầy hướng dẫn. Hôm nay con được một cái duyên lành, được thầy cho phép để trước để chúng đứng đây để mà nói lên cái quá trình mình bệnh. Thì con xin tóm tắt. Trong cái thời gian mà con đi xuất gia thì cách nay đã 20 năm rồi. Thì con đi vô chùa con tu thì sao lúc nào con cũng bệnh hoài, lúc nào cũng ốm nhom, còn có 37kg thôi. Thì con cũng đến bác sĩ để trị bệnh, thì cứ xem bệnh thì thấy cũng không có gì. Nhưng mà sau thời gian cứ ngày qua ngày, mà mỗi một khi con ngủ thức dậy thì sáng dậy thì toàn thân con nó đau nhức, từ miếng xương, từ miếng thịt ở nơi những cái đốt sống hoặc là những cái đốt tay chân. Thì thời gian trải qua đó là cũng khoảng là 12 năm chánh thức như vậy, không lúc nào con chịu nổi những cái cơn đau như vậy. Thì một hôm á, thì con cũng đi xét nghiệm ở trung tâm Hòa Hảo ở thành phố Hồ Chí Minh, thì cũng nhờ một cái cô Phật tử hướng dẫn con để đi xét tổng quát hết xem bệnh gì. Thì gần nhất đây là hôm tháng 8 âm lịch năm Đinh Hợi, thì con xét nghiệm ra thì con mang một cái chứng bệnh ung thư vòm họng. Bị ung thư vòm họng, tức là ung thư cổ, ung thư vòm họng, vòm cổ. Thì khi xét nghiệm ra như vậy thì con cũng rất là bất ngờ. Và con nghĩ thì đối với người tu thì cái chết thì nó cũng không có gì là quan trọng. Nhưng mà thấy cái cuộc đời tu ngắn ngủi như vậy, mình mới vô không làm được những cái việc gì cho Phật Pháp, hôm nay mình mang một cái chứng bệnh như vậy. Mà về cái con tinh thần con cũng hơi bị suy sụp. Tại vì thời gian của con phát hiện bệnh như vậy đó, chỉ nói là trong vòng con sống đây là chỉ trong vòng 2 năm thôi. Nếu mà sư cô ăn theo mà ăn chay như vậy thì sống tốt, thì có thể sống kéo dài được 2 năm. Thì con cũng nghe nói như vậy là các bác sĩ cũng khuyên là bảo con phải là vô hóa chất hoặc là chạy tia. Nhưng mà con cự tuyệt là không, nếu mà xét nghiệm chỉ ra biết bệnh tình của mình thì con áp dụng vào phương pháp tu hành của mình. Và kể từ đó con sắp xếp mọi công việc Phật sự trong chùa để lo cho cái việc mình á, là nếu mình biết chết như vậy thì mình cũng phải để gì ít cho xã hội hoặc cho bản thân của mình. Là sau đó là con trở về quê thăm cha mẹ và tự giả quý Phật tử của mình để lập một cái phương pháp tu hành để cầu nguyện giảng sanh. Là cho nên là con không dùng một cái thuốc nào theo Tây y hết. Và có một đêm thì con đau nhức rất là dữ dội. Thì có một cái huynh đệ của con đi học ở trường cao đẳng thành phố mới đem về cho con á, là một cái đĩa của thầy trụ trì ở đây thuyết giảng nhưng không có hình. Thì khi mà lúc con đau nhức như vậy thì con ngủ không được, lúc đó là 12 giờ đêm. Con mới đem cái đĩa của con ra, cái đĩa của thầy đó con để vô máy và con bắt xem ngay đây cái phương pháp gì. Nó phương pháp dưỡng sinh, con nghĩ là dưỡng sinh đây là chắc cũng là một cái phương pháp để như là thể dục hay gì đây. Thì con nghĩ như vậy, thì con để cho con xem. Thì con xem như vậy con thấy sao mà trúng ngay những cái bệnh của mình. Và thấy được những cái lời thầy hướng dẫn ở trong đó, ăn gạo lứt như vậy có nhiều người sẽ được hết bệnh, mà cũng là bệnh ung thư, rồi bệnh tiểu đường. Con thấy như vậy con mừng quá, là suốt đêm đó con không ngủ. Thì qua ngày sau, tức là cái ngày mùng 5 tháng 8 âm lịch, con quyết định là ra đây để tìm thầy để mà phương pháp áp dụng vào cái trị bệnh của mình. Và con ra đây á, thì
sau khi ra đây rồi á, thì con cũng không có được gặp thầy, nhưng mà thầy có lên chánh điện để giảng chung như thế này về. Nhưng mà bữa ngày con đi đó thì con cũng rất bệnh rất là nhiều, lên xe á, thì con cũng ói, con chịu không có nổi, nhưng mà tại vì bệnh lâu ngày quá cho nên sức khỏe con nó kiệt sức. Nhưng mà chẳng những không phải là một cái chứng bệnh ung thư, mà con có mang một cái bệnh nữa là cột sống bị thoái hóa. Cái thứ ba nữa là con có bệnh là viêm son sàng. Và bệnh thứ tư, tức là cái bệnh mà hàng tháng bệnh về phụ nữ đó, là phải dùng tới là 12 viên thuốc mỗi tháng như vậy. Mà từ lúc con là 19 tuổi cho tới nay thì không có trị hết. Nhưng mà nhờ cái thời gian qua là con ăn theo phương pháp dưỡng sinh này á, là được 4 tháng con ăn số 7. Thì bây giờ con thấy cái bệnh của con á, ngày nay á, là nó bớt hẳn, là nói là 90% à, sức khỏe con theo lời thầy nói hồi nãy á, như là lại trong lúc con ăn như vậy á, thì con quyết tâm là mỗi một khi mà con ăn như vậy có cái gì biến chuyển thì con sẽ nghe đi nghe lại nhiều cái đĩa của thầy giảng để con áp dụng cho nó đúng. Vì thế mà trong suốt thời gian 4 tháng con ăn xuyên suốt số 7 như vậy thì sức khỏe hôm nay con rất là tốt. Những cái xét nghiệm về cột sống hoặc viêm son sàng con đã đi xét nghiệm thì hôm nay nó đã hoàn toàn bình phục, tức là con đã hết bệnh. Con kính trình lên đây để cùng quý sư và toàn chúng hội để mình có một cái tinh thần để mình quyết tâm giữa cái sống và cái chết như vậy mà thầy hướng dẫn đơn giản thì chúng ta cũng áp dụng vào đời sống. Thì ngày nay cô sống rất là tự tin và luôn luôn là ngày nay thì không còn ăn số 7 nhưng mà vẫn theo phương pháp của thầy. Dạ có bao nhiêu lời xin kính gửi đến toàn thể đại chúng. Nhân có duyên lành là ngày tưởng niệm. Tiên sinh Osawa là người sáng lập ra phương pháp dưỡng sinh mà trực tiếp do thầy giáo dưỡng và dìu dắt các con. Con cũng xin nói lên đôi lời gọi là chúc lòng thành kính để cảm niệm người tiền bối đi trước và đồng thời cảm niệm thầy hiện tiền để dìu dắt chúng con trên bước đường tu học. Kính thưa quý Phật tử, con sinh ra là một nhà nghèo. 13 tuổi con đã bị mang cái bệnh đau khớp xương. Con đau như vậy suốt 40 năm. Ba mẹ con chỉ cho uống thuốc tây, thỉnh thoảng cho chích một mũi thuốc tây gì đó hồi thời kỳ Pháp. Lớn lên con cứ mang bệnh hoài và không có làm sao cho hết bệnh được. Mà người ta cứ nói bệnh này là bệnh mãn tính, bệnh nhà giàu. Con rất là buồn khổ, buồn đến nỗi mà không còn muốn sống nữa vì không có cái đường nào để giải thoát. Khi mỗi lần bệnh lên con chỉ muốn chết. Thế là có một hôm con được ơn trên dìu dắt con xuất gia. Đến khi xuất gia thì con không còn trị thuốc tây nữa vì không có điều kiện. Con lại tiếp tục trị bệnh bằng châm cứu, uống thuốc nam, uống thuốc bắc và bằng mọi phương tiện xã hội gọi là đông y dược. Con đều dùng qua tất cả, ở nơi nào có bố thí thuốc từ thiện con đều dùng hết. Nhưng con vẫn mang bệnh vì con cứ nghĩ rằng đây là nhân quả do con gieo ở kiếp trước nghiệp sát. Và con cũng nghĩ rằng là Đức Phật dạy chúng ta phải bệnh vì là con người ai cũng phải bệnh. Sau đó đến năm 66 thì con phát sinh thêm cái bệnh B52 bắn bể lỗ tai giữa vì con đi kháng chiến từ năm 10 tuổi. Bị sức ép B52 đánh cho nên con bị ép tim, rồi rối loạn dây thần kinh tim. Rồi cái lỗ tai con nó ra máu bầm liên tục như vậy mà con không có điều kiện để đi mổ. Nói chung là con bệnh rất là nhiều. Sau đó là tiếp tục viêm họng, viêm amidan, rồi tới rối loạn dây thần kinh tim, rồi tiếp tục viêm dạ dày đến nỗi ói ra máu và ói ra cơm, không ăn được, đau bụng suốt như vậy. Con phải đi bệnh viện Nguyễn Tri Phương nằm nội soi. Và bệnh khớp của con lại tiếp tục hoành hành, nó sưng đến không còn cựa quậy được và con lết với bò không à. Vì vậy cho nên con tu hành con rất là phiền não, ở trong chúng con rất là khổ đau mà con không biết làm sao để giải thoát. Rồi tiếp tục lại đau ruột, rồi tiếp tục đau gan, rồi đau thận, rồi tăng huyết áp,
rồi tiểu đường, quá là nhiều bệnh luôn, con không biết làm sao hết. Rồi con cứ nghĩ sao mà mình đi tu rồi mà sao cũng ăn chay rồi mà cứ bệnh hoài, làm cho con phiền não ở trong chúng. Thế là có một cô bạn ở đạo tràng Pháp Hoa, tên là Hoa Thiện, cô nói thôi huynh đi lên trên thầy Tuệ Hải đi. Thì lúc đó thầy chưa có phát hành đĩa, thì chỉ có băng không thôi. Thì tôi cũng không có tin. Đến khi mà tôi mua được một cái đĩa là thầy Tuệ Hải chữa bệnh gạo lứt muối mè, thì tôi đã có ấn tượng gạo lứt muối mè từ hồi nhỏ rồi, thích ăn gạo lứt nhưng mà ăn với muối đậu chứ không ăn muối mè. Tại vì đâu có biết ăn muối mè, mà cũng không có ai mà dạy mình ăn gạo lứt muối mè hết á. Chỉ là thích vậy thôi, thích theo cái bản tính của mình thôi, chứ không nghĩ lứt muối mè sẽ trị bệnh, vì mình không có thầy dạy. Thế là nhân cái ngày 17 tháng 11 năm 2007 vừa qua, thì tôi có đến sinh nhật Hòa Thượng Thích Trí Quảng ở trong đạo tràng Pháp Hoa, thì được gặp chú Pháp Minh. Nhân dịp coi cái đĩa đó mới gặp chú Pháp Minh, thì chú Pháp Minh mới chỉ nói thôi cô đi lên thầy đi, hôm nay thầy có giảng bệnh đó. Thế là duyên lành đã đến, con đã được gặp thầy. Và từ ngày ăn gạo lứt muối mè đến nay đã được 3 tháng 3 tuần đó. Thì bây giờ này bảo hiểm y tế cũng không còn dùng nữa, thuốc tây cũng không dùng, cảm cũng không có. Và những cái việc, nhất là cái việc công phu tu hành rất là thuận tiện và rất là hoan hỷ trong tâm, vì hình như mình đã được ơn trên phù hộ, gia hộ cho mình được đi đúng con đường. Vậy đó, rồi gặp bạn bè, huynh đệ, nói chung gặp các Phật tử, lúc nào trong tâm cử muốn làm sao cho mọi người hết khổ giống như mình do bệnh tật. Đó. Vậy là con cứ ăn như vậy, đến ngày hôm nay là lễ tiên sinh, con đã hết và tự tin hơn. Rồi con đường làm đạo thấy dần dần được rạng rỡ, tâm không còn phiền não, thân được an ổn, trong công phu tu tập cuộc đời thấy giải thoát. Ngày xưa con làm Phật sự rất là khó khăn, làm vấn đề gì cũng gặp khó khăn gian khổ. Nhưng ngày nay á, con rủ đi chùa một xe thì quý Phật tử đi năm xe, thậm chí không có chỗ ngồi. Đấy là những cái công ơn mà thầy đã giáo dưỡng cho. Thì nói chung là phương thức ăn gạo lứt muối mè cũng do nhân duyên nhiều đời, mà nhất là mình được gặp ông thầy tu giải thoát để đưa ta đến bờ giải thoát. Vì con có một cái suy nghĩ hồi xưa Đức Phật ăn có một hạt mè thôi, còn mình bây giờ ăn gạo lứt muối mè quá hạnh phúc đi, mà tại sao mình không ăn? Mình ăn lại cho lợi bản thân mình hết khổ chứ đâu phải ai hết. Trong lúc đó thì hồi trước mình uống biết bao nhiêu thuốc nhưng mà nó không hết bệnh. Bây giờ chỉ có ăn cơm thôi, bưng bát cơm ăn rất là ngon lành mà nó lại hết bệnh. Thì đây là một cái phương pháp rất là tự tin. Bản thân con đã thấy tự tin hơn, tinh tấn hơn, và cuộc đời tu hành thấy được vượt qua cái thân khổ và cái tâm khổ. Hôm nay nhân ngày dỗ tiên sinh, con cũng xin nói lên đôi lời để cảm niệm ơn sinh đã người sáng lập ra cái phương pháp ăn dưỡng sinh, và cảm niệm ơn đức của thầy là người đi dìu dắt chúng con để chúng con đi noi theo con đường để đó mà tu học giải thoát. Và cũng xin nhắn với quý Phật tử rằng hãy cố gắng lên, cho dù khó khăn gian khổ cách mấy, việc đời việc đạo ta cố gắng thì tất cả đều vượt qua. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là Trần Thị Năm, 59 tuổi, nhà con số 57 / 23, đường Bờ Hôm, thị trấn An Lạc, quận Bình Chánh. Kính bạch thầy, hôm nay con đến đây để tỏ lòng sâu sắc biết ơn thầy đã chỉ dẫn con những ngày qua mà con đã hết nhiều chứng bệnh. Con bệnh rất nhiều, vì thời gian con bệnh lâu năm, con kéo dài tới 11 thứ bệnh. Kính bạch thầy, con cảm ơn thầy đã chỉ dẫn cho con rất là nhiệt tình, tận tâm theo phương pháp của Tiên Sư Osawa. Thưa thầy, hôm nay con cũng xin phép để tiền thực lại những cái căn bệnh mà con đã mắc phải từ lâu lắm, từ lúc còn thuở nhỏ.
mà đã được thầy hướng dẫn tận tâm chỉ giúp cho con, và con đã thực hiện đúng như lời thầy chỉ dẫn, và bây giờ kết quả là con đã hết bệnh 100%. Con kính bạch thầy, con bệnh thứ nhất của con là 5 tuổi con đã bệnh hen suyễn kinh niên không lúc nào hết, và bác sĩ cho biết rằng bệnh hen suyễn này là độc dược B, có thể là dẫn đi nhiều chứng bệnh, phá vỡ hết bộ đầu lòng của cái người bệnh nhân này. Thế cho nên ngày năm 17 tuổi con đã bệnh bao tử hang, viêm hang vị. Con ăn vô tí bao tử thì con lại ói ra. Kế đó là con bệnh đường ruột tiêu chảy 10 năm. Bệnh tiêu chảy con không cầm được, mà mỗi khi con cầm được thì con lại đi phân sống. Kế tiếp là con bệnh thận, viêm thận. Viêm thận mà con đi tiểu ra là toàn là máu con. Và kế đó là con bệnh ung thư, ung thư vú bên mặt của con. Thì kế nữa là con bị u trong tử cung, mà tử cung con bằng cái quả cam vậy. Và kế tiếp nữa thì con đến bệnh viện Từ Dũ cho biết rằng để được giải phẫu vì u thơ con quá to. Thế nên là họ xét nghiệm biết rằng con thêm một chứng bệnh là tiểu đường. Đường con lên cao là 430, tức là không thể gì nào mà mổ được. Và kế đó là tim của con to bằng trái dừa xiêm á, và cộng thêm hai van tim của con là hở 2/4 lá, động mạch chủ của con đó là hở 1/4 lá, và thiếu máu cục bộ, dẫn đi đến con lại thêm là mất ngủ 7 năm, rối loạn tiền đình, rối loạn thần kinh thực vật. Con bị viêm khớp, mà Tây y rằng cho con là viêm khớp, nhưng mà Đông y thì bảo con là đầu dôi. Con bệnh quá nhiều. Mà con kể đây là kể đại khái thôi, chứ con tất cả là 11 thứ bệnh. Con là người đạo Thiên Chúa giáo. Con cũng tin thật và con cũng là Thiên Chúa giáo. Nhưng mà Tiên Sinh Ô La Khoa là bảo rằng tất cả chúng sanh đường được cứu, không phân biệt Thiên Chúa hay là Phật giáo. Cho nên con cầu nguyện rất nhiều với Chúa Giêsu, Ngài hãy đến cứu con, vì có cứu, có phước lành mới cứu con được. Thì 2007 con vô bệnh viện Mỹ Thương. Lúc đó là con không còn tỉnh táo chi cả, con hôn mê rồi. Con bệnh con ụp lớp một lúc, cho nên con không còn tỉnh táo. Mặt mày con sưng, bụng con to ra, con còn viêm gan nữa, cho nên bụng con to giống như là có thai đầu hai đứa sanh đôi vậy đó. Con bệnh rất là nhiều, cho nên là con được ơn Chúa Giêsu cứu độ con. Con nhờ có người bạn mà trên 30 năm con quen biết, nhưng mà 5 năm qua là con không có quan hệ với người này, không có liên lạc với người này. Nhưng mà chắc có lẽ là Chúa khiến cho có người chị bạn của con tên là Mai, nhưng mà pháp danh nó là Hoa Huệ. Người chị em con đến nói rằng: chị Năm mà chị là Chúa Giêsu, chị có tin Phật không? Con lắc gật đầu, con bảo rằng Chúa hay Phật cũng là một, tôi rất tin. Bây giờ bà cứ kể tôi nghe đi. Thì bà Mai mới kể rằng ở quận Đồng, tỉnh Đồng Nai, Nhân Trạch có thầy Tệ Hải. Thì dùng phương pháp của Tiên Sinh Osawa chị mọi người đều hết. Thì thôi bây giờ bà ăn gạo lứt trong vài ngày, chứ bây giờ bà đi lên xe chắc là bà chết mất rồi. Thế cho nên con mới nghe lời cái chị ấy, con ăn trong bà nhà thương đem vô ăn 4 ngày. Thì con thấy sức khỏe con rất là bình phục, con đi tới đi lui con không còn thấy mệt mỏi nữa. Thế nên con xin phép nhà thương bác sĩ là cho con về. Thì bác sĩ đồng ý liền, vì con là một chướng ngại vật ở trong bệnh viện. Mỗi lần con đau nhất thì con lại kêu réo bác sĩ. Bác sĩ cũng chán con rồi. Một lần nữa con cảm ơn lời chỉ dẫn của thầy Tệ Hải, rất là tận tâm cho con. Và đến khi con ăn được 72 ngày thì thầy nhập thức thầy ra. Ở công giáo con á, thì thấy con nghe không bằng thấy, vì chứng bệnh con đã, cha đã đến sức dầu con rồi để cho con về với Chúa. Thế mà hôm nay con đã lành được bệnh, bình phục.
Cho nên là nửa họ đạo con đã cũng đến đây 72 ngày sau khi Ngài ra thất, thì một đoàn xe đến đây là người đạo Thiên Chúa cả. Những người này là người ngoại kiều, Việt kiều, đều là được cứu. Vì Osawa không phân biệt là tôn giáo nào mà được cứu, mà cứu lành bệnh rất là nhanh. Có 60 ngày thì những người đó đã hết bệnh. Con cũng xin thú thật rằng con khi 72 ngày thì con tất cả những cái bệnh này đã lui hết, chỉ còn có một bệnh tim mà thôi. Thế nên con đã đi đến trung tâm Hòa Hảo để con siêu âm, khám tổng quát, và con siêu CT cách lớp toàn thân. Thì bác sĩ ở đó rằng nói tất cả bệnh của bà kể trên đều sạch, không còn đau ốm gì cả. Con chỉ có một cái bệnh tim to bằng cái dưa xiêm thì bây giờ nó đã bình thường. Còn tim hở hai van, một van 2/4 lá và thiếu máu cục bộ thì con vẫn còn. Cho nên khi con ra khỏi trung tâm Hòa Hảo thì con đúng là bệnh tâm bệnh. Tinh thần con sa sút, con về con ăn không nổi nữa. Con chỉ là uống thôi. Nhưng mà theo như thầy dạy là uống nhiều tức là nạp âm. Cho nên có phạm giới, cho nên con bệnh càng ngày càng trầm trọng. Con không còn đi đứng nổi gì cả. Con liên tục gọi thầy, nhưng thầy rất là từ bi, thì trả lời và chỉ dẫn con rất là tận tình. Cho nên ngày hôm đó con đã nhờ cái gì người chị bạn con đưa con lên thầy, được thầy cho con ăn tương tỏi. Trong 35 ngày thì con trở lại Hòa Hảo, bác sĩ siêu âm con một lần nữa thì tim con đã lành, khép kín lại, không còn bệnh tim. Như vậy là tất cả bệnh con đều lui hết. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hãy thương. Và con cũng ơn dài nghĩa rộng của thầy, con không biết chi cảm tạ. Con chỉ hằng ngày hằng đêm cầu ơn Chúa đổ hồng ân xuống tràn đầy cho người thầy tệ hải của chúng con, để dìu dắt chúng con những cơn đau ốm bệnh hoạn qua. Và con cũng xin nhắn nhủ bà con gần xa là nên ăn theo phương pháp dưỡng sinh này, và cố gắng ăn thì tất cả mọi bệnh đều hết như con. Và con cũng xin nói thêm là khi con ăn được phương pháp này, đúng là một ăn theo số 7 là con ăn 7 tháng 25 ngày, và con ăn rộng ra thì bây giờ là đã 11 tháng. Thì gia đình con cái của con nó rất là bình an. Con trai của con nó thì làm ăn tấn phát, và kinh tế của con hồi nào tới giờ bị đau ốm suy sụp, nhưng mà bây giờ lại là nâng cao lên đời sống. Dạ. Và tâm của con lúc nào cũng thấy vui vẻ, hạnh phúc. Con một lần nữa con xin cảm ơn thầy Tuệ Hải, và xin hồng ân Thiên Chúa đến cho người Tuệ Hải cô con mọi sự bình an, và luôn luôn được mạnh khỏe dìu dắt chúng con. Là Nguyễn Văn Hai, tôi ở bên Úc. Hôm nay tôi được về đây để nói lên sự cảm ơn đối với thầy. Tôi ở bên Úc thì tôi đã bị viêm gan và ung thư gan thời kỳ thứ hai, và tôi có đi ở mấy cái bệnh viện, hai cái bệnh viện để chữa trị. Sau đó thấy cũng không có được bớt được một ít nào thôi, nó vẫn kéo dài hoài cái chuyện bệnh của tôi. Một hôm thì tôi được một người bạn cho tôi hai cái dĩa, thì tối đêm đó tôi coi cái dĩa, tôi coi hai cái dĩa xong là qua ngày hôm sau tôi quyết định là tôi ăn cầu lứt muối mè, nhưng mà tôi chưa biết được số 7. Chưa được biết số 7 là gì hết. Và sau đó tôi mới có một cái cuốn sách, thì tôi ăn, tôi thấy trong đó để là ăn số 7. Thì tôi ăn được khoảng 1 tháng. Ăn được 1 tháng. Và tôi có báo với
bà mẹ tôi ở bên Úc và mấy đứa em. Tôi nói là tôi ăn gạo lứt muối mè thì mấy người đó không cho. Nói mày ăn vậy mày chết, tại vì mày bệnh mày yếu quá rồi mà còn ăn gạo lứt muối mè, không có tí thịt, tí máu gì hết. Rồi tôi cứ âm thầm tôi quyết định tôi ăn. Tôi ăn cho tới cậu khoảng một tháng mấy thì tôi đi thử lại những cái máu của tôi, những cái bệnh của tôi, thì thấy ở trong đó nó ghi là không còn gì hết. Nhưng mà ăn cái này thì lúc đầu tôi ăn vô tôi thấy nó có cái sức khỏe, nhưng mà từ từ ăn thì sao thấy nó lại yếu dần đi. Nhưng mà ráng ăn qua vượt qua thì lại mỗi ngày tuy là ốm nhưng mà thấy cái sức khỏe của mình hăng hái làm việc lắm. Cho nên tôi quyết định ăn và về đây để tìm thầy để hỏi lại những cái công thức ăn cho nó rõ ràng. Nhưng mà trước khi tôi về thì tôi cũng có nói với mẹ tôi. Mẹ tôi ở bên đó thì máu cao, với lại nữa là bà bị, cứ mỗi lần mà bà lên máu thì bà phải bấm cái chuông gọi nhà thương chở đi. Thành ra tôi đi tôi cũng ngại. Trước khi tôi đi thì tôi cũng nói cho bà ăn trước được một tuần, thì bà báo là bà bây giờ hết dùng thuốc rồi. Cũng như tôi, từ ngày tôi ăn cái gạo lứt muối mè này tôi không bao giờ dùng một viên thuốc tây nào hết. Cho tới ngày hôm nay tôi về thì má tôi ở bên Úc đó, cũng có điện thoại về cho tôi biết, báo cho tôi biết là bà không còn dùng thuốc nữa, mà cái bệnh máu cao của bà nó vẫn bình thường. Có điều nó cũng sanh ra nhiều cái chứng khác, chẳng hạn như ngứa hay là ho chút đỉnh vậy đó, chứ không có còn quan trọng như là bệnh tim. Phần tôi về đây thì cũng muốn, cái thứ nhất là cũng muốn cảm ơn thầy, và cái thứ hai á là cũng chia sẻ những cái bệnh của mình để cho bà con cô bác hiểu. Và tôi thấy là cái phương pháp dưỡng sinh ăn gạo lứt muối mè rất là hay. Cho nên về đây tất cả những em Út ở trong gia đình tôi nó đều ăn theo tôi hết. Tự nhiên nó thấy cũng đúng lắm. Với lại nữa thấy anh mình cũng bị cái tình trạng mà bệnh ung thư, bệnh không bác sĩ nói là còn có 6 tháng nữa thôi. Còn 6 tháng nữa anh lo cái chuyện mà hậu sự đồ này kia đi, chứ còn anh không qua được 6 tháng nữa. Dạ, bác sĩ nói như vậy. Cho nên mấy đứa em hoặc là ở gia đình nó buồn lo lắm. Nhưng tôi thì tôi cũng không thấy gì, tại vì mình cái tuổi này cũng thấy cũng đủ rồi, không đáng ngại. Nhưng mà gia đình mình lo lắng thôi. Cho nên giờ gặp cái phương pháp này thì thật là tôi không biết nói sao, nhưng mà thật là tốt, thật là quý quá. Cũng là nếu mà nói thì thật ra cũng là một cái duyên lành cho mình. Dạ xin hết. Con kính đảnh lễ thầy Tề Hải. Con tên Nguyễn Thị Ngọc, pháp danh Hương Ngọc. Con bị ung thư buồng trứng và đã vi căn sang xương. Con một dịp duyên mai con đã gặp được thầy Tề Hải. Khi con đã đi mổ thì bác sĩ khuyên con là nên vô quá trị 8 to. Nhưng con đã nhận được phương pháp của thầy, cho nên con quyết định là không vô quá trị, mà con về con vô gạo lứt thẳng muối mè. Và khi con vô được 1 tháng rưỡi, con thấy mình nhớ chùa, nhớ Phật quá. Ở nhà con nhớ quá, cái con xách giỏ con đi chùa Huệ Nghiêm để con tụng pháp hoa và dược sư mỗi buổi chiều. Con tụng được 1 tháng, cái con thấy quý thầy phải đứng lên quỳ xuống đảnh lễ, mà mình thì cứ ngồi bẹp hoài. Cái một bữa nọ con cũng ngứa đôi chân mình, con cũng đứng dậy để mà lễ Phật, Nam Mô Tỳ Lô Giá Na Phật. Con đứng dậy con quỳ xuống và con thấy sức khỏe của mình, trời con không ngờ luôn, sao con khỏe quá. Con đứng dậy con quỳ xuống và con đảnh lễ Phật. Thì khi mà con được một tháng, con đi chùa được 1 tháng, cái con xuống chợ, cái con gặp bạn con nắm tay lại kéo, nói trời ơi bà Thủy sao bà ốm quá vậy, sao nhìn thấy bà xác xơ quá.
cứ còn nói trời thấy tôi khỏe lắm mà có gì đâu gọi là sát sơ. Cái có một ông đi cân tới, con kêu lại con cân thì con đã xuống 31 kg. Từ đó con mới về, con nằm con ngủ là con mới suy nghĩ là cái thân ngủ uẩn, nhiều nghiệp chướng của con đã chết theo 31 kg thịt. Và bây giờ cái thân của con còn lại là thân của trên Phật và Bồ Tát, kế đó nữa là thầy Tệ Hải và tiên sinh Osawa đã ban cho con. Thì bây giờ trước Phật và thầy, con xin hứa từ từ những bước chân của con, từ bước một chậm rãi, con sẽ cố gắng nghe theo lời thầy dạy để con tiến lên trên con đường nhiệm màu của Phật Pháp. Và hiện tại bây giờ con đã nhìn thấy rằng thân con còn sống được ngày hôm nay là do Phật và Bồ Tát trên, và kế đó nữa là thầy và tiên sinh Osawa đã ban cho. Chứ bản thân ngũ uẩn và nhiều nghiệp chướng của con thật sự đã không còn nữa, theo 31 kg thịt của con đã ra đi. Con đã xuống 31 kg. Xin thưa với quý Phật tử ở đây và những lợi con tới đây xin hết. Con xin kính chào. Tôi tên là Quỳnh Thị Cẩm Phượng, pháp danh là Tâm Phước, năm nay 42 tuổi, tại ở hiện là ở tại 41/35 đường Sư Vạn Hạnh. Qua thời gian mà đi kiểm tra thì phát hiện là bị ung thư tử cung. Sau thời gian điều trị ở bệnh ung bú thì bác sĩ quyết định là cho đi mổ, thì siêu âm 3 chiều 3 lần trước khi mổ thì không phát hiện là di căn. Nhưng khi đến khi lên bằng mổ á, thì mổ xong rồi á, thì bác sĩ mới báo là di căn hạch hai chậu, mới là cho tôi đi xạ trị. Khi đi xạ trị thì lúc đó là chưa biết đến thầy. Khi xạ trị được 25 tia thì mới là biết đến thầy. Thì tôi xạ trị xong, trong thời gian đó rất là yếu. Trong cái hội từ thiện thì kêu là không nên qua gạo lứt muối mè, tại vì sức khỏe rất là yếu. Nhưng mà khi tôi quyết định rồi là bước qua gạo lứt muối mè luôn. Khi qua ăn gạo lứt muối mè thời gian đầu 7 ngày thì nó hành lắm. Nó hành mà tôi chịu đựng không nổi luôn. Nó sưng ăn nhai 4 ngày thì không đi cầu được, mà lại nó bị đau nuốt răng nữa, nhai không nổi luôn. Nhưng mà kiên quyết ăn thì phải cố gắng mà ăn. Lúc đó thì chỉ nhờ có Phật gia hộ thôi. Khi mà ăn đến ngày thứ 7 thì nó ho mà cái vết mổ nó đau lắm, mà phải cố gắng mà co hai cái chân lên để ôm cái bụng lại mà ho. Nhưng mà lúc đó gọi điện lên thầy thì thầy tiếp sức, thầy trợ cho tôi thêm, thầy nói cố gắng ăn, nếu mà ho mà cảm thấy chịu đựng nổi thì để cho nó ra, còn nếu không nổi thì ngậm chanh muối. Nhưng mà tôi kiên quyết không ngậm chanh muối, để cho nó sổ ra. Tôi ăn suốt thời gian đó 49 ngày, tới 2 tháng thì trong thời gian ăn tôi cứ có những cái triệu chứng như là nó mệt mỏi, nó đuối sức, tôi không thể vượt qua được. Mà trong khi đó trong cái hội từ thiện thì cứ nói chịu không nổi thì bước ra, tại vì mới mổ mà xạ trị xong thì bước qua bên đây thì không có sức. Mà khi tôi kiên quyết mà bản thân thì không có người nhà để nuôi, có một thân một mình vừa nấu ăn mà vừa trị bệnh một mình luôn, mình vừa nấu vừa làm một mình luôn, không có người nào mà tiếp xúc với mình hết, không có người thân nào tiếp xúc. Nhưng mà tôi cố gắng tôi vượt qua, vừa nhai mà vừa đi kinh hành, vừa mà nhai muốn cơm mà vừa đi kinh hành, vừa niệm Phật. Cứ như thế mà mình vượt qua được bệnh tật. Giờ bây giờ tôi đã đi tái khám ở bệnh viện ung bú là 4 lần. Bác sĩ nó nói tốt hoàn toàn, sức khỏe tôi là ổn định hoàn toàn, sức khỏe luôn. Khi mà tôi ăn thực dưỡng như thế này thì chỉ có hai mẹ con, đến thằng con trai tôi năm nay nó 18 tuổi. Đến lúc nó bị mình sốt á, tôi không biết nó sốt gì, nhưng mà tôi cho nó ăn theo thách này luôn, là 9 tháng nay tôi vẫn còn ăn gạo lứt, là tôi ăn nay đã được 9 tháng. Tính con tôi bị sốt thì tôi điện lên thầy, thầy chỉ theo phương pháp thực dưỡng này luôn, cho nó ăn theo phương pháp này, đến ngày thứ 5 thì nó sổ ra, mình mẩy nó nổi về hết, là tôi nghi nó bị sốt xuất huyết. Nhưng mà tôi vẫn không đưa nó đi bệnh viện, để ở nhà. Đến ngày thứ 6 thì nó hạ sốt xuống, tôi vẫn theo thực hiện theo các thầy, uống trà củ sen rồi dắt nếp với hành hương. Đến đi khám, đi thử máu thì bác sĩ ở bệnh viện la quá đi, nói là tại sao sốt xuất huyết mà dám giữ ở nhà. Rồi bác sĩ cho to đem về, tôi nói dạ nhà ở gần đây thôi, cho nên về nhà chừng nào có gì gì thì chạy ra bệnh viện. Rồi tôi đưa con tôi về nhà rồi tiếp tục theo phương pháp này, tới nay thì nó tới 3 ngày 7 ngày thì nó đã ổn định, sức khỏe nó bình thường. Coi như là từ khi ăn gạo lứt tới bây giờ là 9 tháng hai mẹ con, chứ là lúc trước con tôi nó bị viêm amidan mãn tính à.
nó bị sốt, là nó hay bị sốt thường xuyên, mà đến khi tới bây giờ là kiều hai mẹ con không dùng một viên thuốc nào hết tất cả. Ví dụ như bây giờ nếu mà tôi nói nó là bằng thật, thật cái tâm của tôi, mà tôi cũng muốn hướng dẫn để phổ biến cho nhiều người ăn như vậy. Đến nghĩ mà huynh đệ trong chùa hoặc là trong nhóm từ thiện của tôi thấy cái điển hình như tôi như vậy, nên mấy chị đó cũng ăn theo. Gai cột sống, thần kinh tọ đều ăn theo. Hôm nay thì mấy chị không đi nhưng mà chỉ ăn theo. Đến nay là chị ổn định sức khỏe rất là tốt. Cho nên tôi mới nói là cái gì mình cũng phải có cái tâm, mình ăn bằng cái tâm và cái nghị lực của mình, phải cố gắng mình vượt qua. Mình phải có cái phương hướng nữa. Mình định hướng được cái bản thân mình, mình phải có phương hướng mình ăn để mình vượt qua tất cả cái bệnh tật đó. Với bản thân tôi á, không có người thân để hỗ trợ. Đúng ra thầy nói ăn phương pháp này phải có người thân hỗ trợ, nấu nướng hay làm cái gì cũng phải có người thân, nhưng mà tuyệt đối là không. Thằng con trai tôi nó đâu có ủng hộ, nó đâu có làm gì được đâu. Chính bản thân mình bệnh thôi, mình tự làm, tự nấu ăn rồi kia nọ. Mà bản thân thì phải đi lên đi xuống cầu thang, ở nhà mướn mà mới mổ cũng phải đi lên đi xuống cầu thang để vượt qua bệnh tật. Bởi vậy tôi khuyên ai, những người nào mà có căn bệnh mà đừng có thối chí, mình phải lạc quan, vừa ăn vừa niệm Phật, phải có cái chí hướng của mình để vượt qua. Cái gì cũng vậy, mình phải có niềm tin, mình phải tự tin, có niềm tin vượt qua thì phải vượt qua hết tất cả. Rồi tôi xin hết. Kính thưa quý vị, là tôi tên Thân Minh Thêm, ở thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Năm 1995 tôi đã chích ngừa siêu vi B rồi. Sau đó 2 năm tôi bị bệnh, tôi khám lại tôi bị viêm gan siêu vi C. Vì thế tôi có đi bác sĩ ở thành phố điều trị rất là nhiều, nhưng mà không hết. Đã 10 năm như vậy là tôi điều trị đó, bệnh thì nó không tăng nhưng mà nó không giảm. Vì thế là một hôm tôi cùng người bạn đi tới cái chỗ bán đĩa đó, để mua đĩa kinh xem, nghe đó, thì tôi có gặp cái đĩa của thầy Tuệ Hải, rồi tôi mua về rồi tôi nghe. Nghe từ đó rồi có mấy người bạn đó cũng cho thêm mấy cái đĩa nữa, tôi nghe rồi tôi bắt đầu tôi ăn. Lúc đó ăn thì tôi không có gặp thầy Tuệ Hải gì hết á. Tôi ăn 27 ngày, mà trong cái cuốn hướng dẫn ăn gạo lứt muối mè đó, lúc đó ăn biểu nấu có một lon à. Thành ra tôi ăn không có đủ sức, nhưng mà tôi cũng ráng ăn tới 27 ngày đó tôi mới lên đây tôi gặp thầy Tuệ Hải. Thầy Tuệ Hải có cho cái cuốn sổ tay và đồng thời biểu tôi uống thêm cái lá gai, cây lá gai với cây chó đẻ. Nhưng mà về xứ tôi thì cây lá gai không có. Tôi đến nhà thuốc nam thì tôi thấy cái cây nào có gai thì tôi uống cây Oro, cây Oro với cây chó đẻ. Cho tới ngày thứ 47 đó thì tôi đi lên Đại học Y Dược, tôi xét nghiệm định lượng đó, tức là đếm từng con siêu vi ở trong người đó. Là vì trước đó tôi đếm 18 tháng trước đó, là nó có 15.574 con. Nhưng mà khi mà tôi ăn 47 ngày đó, tôi lên xét nghiệm thì không còn con nào hết á. Ăn nó hết trơn rồi, mới 47 ngày đã hết. Vì thế cho nên là thầy biểu tôi ăn thêm luôn 2 tháng. Tôi ăn tới 2 tháng, rồi bây giờ tôi ăn ra nhưng mà vẫn còn ăn gạo lứt. Đã tới 5 tháng rồi. Thành ra tôi mong rằng quý vị muốn ăn mà để cho trị bệnh thì tôi thấy có kết quả lắm. Kết quả là nó chẳng những cái bệnh đó mà tất cả những cái bệnh khác nó đều cũng hết. Tuy nhiên trước khi ăn tôi mong rằng quý vị nên nghiên cứu cái tài liệu cho thật kỹ và hạ quyết tâm ăn. Chứ còn nếu mà mình ăn, cái những người chung quanh mình người ta ưa thấy mình ốm, ta tác động làm cho mình nó thối chuyển rồi mình phá giới. Hoặc giả là trong khi ăn, vì mình nghiên cứu không kỹ tài liệu đó, ông thầy ông nói là ăn gạo lứt muối mè thì không được ăn gì hết. Tại mình không nghiên cứu đó, cho nên mình ăn đôi khi dễ bị phá giới lắm. Tôi mong rằng quý vị nên nghiên cứu thật kỹ. Bởi vì trong thời gian ăn đó, tôi đó có thói quen là tôi tập thể dục quá nhiều. Mỗi buổi sáng tôi tập 1 tiếng đồng hồ. Rồi về tôi tập cái ghế bật hạ 90 độ đó, tôi tập 25 lần. Buổi chiều tập 25 lần nữa. Cho nên nó kiệt sức. Nhưng mà tôi cũng ráng cố gắng, bởi vì tôi tâm đắc cái câu của thầy Tuệ Hải nói rằng là cái người ăn gạo lứt muối mè đó phải chấp nhận đi qua những cái cua, giống như anh tài xế qua mấy cái cua gắt vậy đó. Qua càng gắt thì anh tài xế càng giỏi. Còn cái người mà phải chịu đựng qua những cái lúc mà khó khăn như vậy đó thì cái bệnh nó mau lành. Tôi mong rằng quý vị nên nghiên cứu tài liệu thật kỹ rồi hãy ăn.
Rồi kính chào quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là Trịnh Thị Dẫn, pháp danh là Phương Kiều, 55 tuổi, nhà số 217 Ngô Quyền, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Con đã bệnh ung u sơ tử cung, cắt bỏ buồng trứng và tử cung. Sau đó đi xét nghiệm lại, kiểm tra lại là mỡ bao tim, gan thấm mỡ, trong máu có mỡ và bị gai gót chân. Con đến với Thầy là ngày mùng 1 tháng 7 năm 2007, thì Thầy khuyên con nên ăn phương pháp số 7. Con về cố gắng ăn, là bắt đầu ăn là ngày mùng 2 tháng 7 là con bắt đầu ăn theo phương pháp. Con ăn đến ngày thứ tư thì cơ thể con đã suy sụp hoàn toàn, không còn đứng lên được nữa. Con cố gắng ăn, ăn đến ngày thứ bảy thì con sẽ bí tiểu, không có đi tiểu được. Gia đình con, chồng và con rất lo ngại, thì bao xe chở xuống đây gặp Thầy. Thì Thầy nói không sao, nó đang cơ thể, nó đang biến chuyển, không sao. Thì trong khi đó rất may là Thầy cho con uống bột sắn dây và nước tương tâm mari. Thì uống như thế thì 2 tiếng đồng hồ sau thì con khỏe lại và con đi về. Đến ngày thứ 10 thì hai mắt con nó đỏ giống như tôm luộc vậy đó, mà không bị sốt. Thì con phải đi bao xe qua Thầy nữa, Thầy nói không sao, cơ thể nó đang biến chuyển vậy là tốt. Mà trong khi tiểu thì Thầy nói theo dõi nước tiểu, thì nước tiểu da rất là dơ ở trong cơ thể. Con không tưởng tượng là cơ thể mình có những cái thứ mà nó quá dơ như vậy. Thì con ăn đến ngày thứ 15 thì con thấy nó mệt lắm rồi, cơ thể nó khó chịu lắm. Con ráng cố gắng tiếp tục ăn, ăn đúng theo lời của Thầy dạy, ăn bằng từng muỗng cà phê mà nhai cho rất là kỹ mới được đúa. Thì một tháng mà con đi qua Thầy đến 8 lần, có khi qua gặp Thầy, có khi qua không được gặp Thầy. Thì con ăn đúng một tháng 10 ngày thì con siêu âm lại, thì kết quả hoàn toàn không còn một cái bệnh là máu bao tim và không có còn cái gì nữa hết. Thì hai cái trước khi chưa ăn và sau khi ăn rồi xét nghiệm thì đem kết quả qua cho Thầy xem. Thầy nói là quá tốt rồi, cô Thầy khuyên con tiếp tục nên ăn. Thì con xin thưa là hôm nay con ăn được là 8 tháng 10 ngày và cơ thể con bây giờ rất là khỏe, không còn bệnh tật gì hết. Con mong tất cả các huynh đệ ai có những bệnh như thế nên áp dụng cái phương pháp ăn gạo lứt muối mè, mà cần nhất là rất là nhai cho thật kỹ, vì cái nước miếng của mình nó hòa với cơm, là cái đó là cái trị bệnh tốt nhất, không bằng cách nào. Mà cách này hôm nay là ngày nhân dịp ngày dỗ tiên ông, con đến đây có đôi lời, trước là cảm ơn Thầy, sau là khuyên tất cả những người có bệnh tâm trạng giống như con thì nên ăn những cái phương pháp này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.